Rồi Tùng chào mọi người nha. Thì tiếp tục trong clip hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người hai con máy của hãng Ben. Hai con máy đều là Ben Battle nha mọi người nha. Là một con máy là Ben Battle DX là bản màu đen trắng, và một con máy là Ben Battle màu vàng. Đấy. Thì bản màu đen trắng này thì nó mới về là nó về dạng như sau những cái đợt này mọi người. Những cái này là về trước nè. Còn DX này là bản về sau. Đấy. Thì trong này nó có dây luôn nha. Bản này là bản có dây nha mọi người nha, và nó có dây sẵn, và dây này còn rất là mới luôn, và con máy này không có dây, nhưng mà con máy này là full box nha mọi người nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ qua con Ben Battle này trước. Thì đối với con Ben Battle thì ngoại hình của nó tầm khoảng 98% nha mọi người nha, thì nó bị chạy trong máy, nói chung là 98-99% cũng được, nó đã bị chạy trong máy. Thì cái trong máy này là một khi mọi người gắn vào cái bắt máy thì nó sẽ bị chạy này. Đấy, người siết thì nó sẽ bị chạy lớp sơn này. Đấy, chạy lớp sơn này nha. Nhưng mà ngoại hình của nó thì mọi người nhìn nè, đít nè, thân máy nè. Đấy, người nhìn nè, đẹp nha mọi người nha. Càng này, càng thì nó có chấm rotor nè, cói nè, cước này cước Okimoto sao mọi người nè. Cước này cước mới nha mọi người nha. Đây, anh em nào mua cái này giờ được lợi cước này, Tùng không có tháo đâu. Anh em mua những cái con máy này về thì anh em sẽ xài cước tốt. Cước này cước Odin hay gì ta Tùng quên rồi, tại nhìn rất là quen luôn. À, nhưng mà cước này cước tốt nha, xua cho mọi người, cước này cước tốt luôn. Cước này ít nhất là khoảng trăm mấy rồi, trăm mấy 200.000 một cuộn là ít nhất. Đây, mọi người nhìn thấy cói này. Đấy, đây là cái độ đẹp của nó, Tùng sẽ nói độ đẹp của nó trước nha. Có nó không bị chảy nè, không bị chảy sơn luôn, không bị xước luôn rồi, rất là đẹp luôn. Chỗ này nó có hơi dính á, tùng lông á trong người. Con máy này là lướt luôn nha mọi người nha, lướt nè. Bên khách nói câu một lần à, tại anh siết vô cái cây cần dẫn của anh này, tại cần dẫn anh cũng mới làm luôn, nên nó rất là bót, nên khi mọi người siết vào nó sẽ trượt. Nó sẽ trượt, nó kéo xuống, nó hít xuống người, nó bị chạy lớp sơn này. Đây, người thấy không? Dưới này còn đẹp, chỉ bị này thôi nha. Đó, thì trùng trừ hao 98. Nhưng chỗ khác, đó, những anh em trên hỏi, hỏi số những con máy này, Tùng nói người là 99% á mọi người. Nhưng mà Tùng mà trừ hao 98, cói này còn đẹp luôn nè. Mod rat là 13kg nha mọi người nha. Nó sử dụng công nghệ khó ham HT100. Dòng quay nó là 5.6. À, chỗ này có bị chạy sơn xíu này, dòng quay 5.6 nhá, đa số dòng Ben là 5.6. cước của nó này mọi người 0.48 và 190m. Cói con này khá rất là sâu nha. Đó, cước này vô là hơn 100m rồi nè mọi người. Anh em gì là câu vô tư luôn. Thôi đó, những câu con này anh em có câu giải nè, câu hồ nè, câu lục nè, câu liên xe nè. Đấy, không câu lua nha mọi người nha, khuyến khích không câu lua. Đấy, bạn để ít cái hiệu đi, đi là cái bảng mà màu đen trắng. Và đó, những cái dòng này nó sẽ có cốt trợ lực nha, có cốt trợ lực sẵn này, dầu mỡ này, nó tùng lâu sơ cái viền cói cái cho đẹp nha mọi người nha. Đây, thì đối con này là còn nguyên zin này, dầu mỡ này mọi người, cốc trợ lực luôn, người nhìn này, cốc trợ lực dầu mỡ này. Đấy, thì con này Tùng nói người rồi, anh khách anh xài lướt thôi, xài một lần. Chỗ này nó có vòng bi luôn nè mọi người. Con này mấy vòng bi ta, Tùng coi thử coi. Con này hình như là 7 vòng bi nha, trong đó là 6 vòng bi chính và một con lăng là 7. Đấy, nên con này rất là khỏe luôn. Bảy vòng bi nha, trong tầm giá mà 2 triệu đô lại đó. 2 triệu đô lại thì không có con nào qua được con Ben đâu mọi người, xua cho mọi người luôn, không có dòng nào qua được con Ben. Dòng Ben thì anh em là xác định cầu cần 3m 3m 15 trở lên là cứ Ben mà quất cho Tùng nha, khuyên chân thành mọi người luôn. Bao bạo lực, bao bền siết nè mọi người, êm mượt nha. Rồi, giá là 1.8 triệu nha mọi người nha, Ben Battle 3DX giá 1.8 triệu.
1,8 triệu. Máy bao đầy đủ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ qua con máy Bang Battle 6000 màu vàng. Thì con này cũng vậy mùa. Đây, Tùng sẽ cho người coi ngoại hình trước nha. Đây, ngoại hình con này. Trong máy. Thì ở phần update này là đây là một cái miếng nhựa nha mọi người nha. Miếng nhựa mọi người tháo này ra. Thì cái phần miếng nhựa này nó sẽ bị nứt nhẹ phần miếng nhựa này. Và Tùng đã dán nhẹ cái keo lại. Đây. Nứt nhẹ. Đây. Thì cái con này nó giống như mà cái con Rami Blood á mọi người. Khi mà người ta siết cái này mọi người thì nó sẽ bị cống vào, nó sẽ bị nứt nhẹ cái này ra này. Nè, nó không bị chảy xước nha, nó bị nứt này. Cái anh khách anh nói á, lúc mua về nó bị nứt như thế này rồi nha. Này, nứt tùng nhắn xuống này. Đấy, nó bị nứt, mọi người nhìn này, không có chảy xước luôn nha. Nó bị nứt cái này, này lúc mua về nó bị nứt rồi. Đó, có thể là do lỗi của bên hãng. Đấy. Đó. Body của nó luôn rồi. Đẹp nha. Đen này đen nhám mọi người nha. Trong máy này có trầy. Đây là phần gắn ở phần bát. Đây là những cái phần chạy cơ bản của máy. Còn đây là phần ốc viền. À quên, hai càng của nó là có chấm sơn. Chấm sơn. Rotor nó đẹp nè. Càng bên này cũng đẹp nè. Càng bên này cũng đẹp. Thì nó sẽ bị chấm sơn ở bên phần rotor này. Còn đây là phần mobin. Mobin nó còn đẹp nha mọi người. Đó mọi người nhìn đánh giá. Và nó cũng sử dụng công nghệ khóa hãm HT100 dòng Bang Battle thì giống như nhau. Mazda 11kg nè. 25LB nè mọi người. Đó. Mobin nó mở ra nha. Mobin của nó thì còn đẹp. Nó có trầy chữ nhẹ một xíu. Nè. Đẹp nha. Anh em màu hộp màu vàng thì lấy. Cước nó giống như nhau. 0.48 và 190m. Đó. Công nghệ CNC. Còn đây là bên trong body của nó. Con máy này là full hộp nha mọi người nha. Đó, đưa mọi người coi hộp. Tùng quên. Đây là thông số nó nè mọi người. 5.6 này, 589g. Hai con máy bắt tổ này trọng lượng nó giống như nhau nha. À, size 6000. Cước đó là 0.48 nha và 190m. Bên trong của nó sẽ có một cái cước tay quay với ron. Đấy. Thì con máy này Tùng bán đồng giá là 1,8 triệu luôn nha mọi người. Hai con máy là đồng giá 1,8 triệu. Một con máy full hộp và một con máy nó không có hộp. Đây. Dầu mỡ nè mọi người. Hai con máy này mobin của nó giống như nhau nha. Cốt trợ lực nè mọi người. Đấy. Cốt trợ lực. Thì con này cũng nền tảng là đưa Tùng có máy bắt đạn nha. Con này 5 cộng 1 bật đạn là 6. Con này 6 bật đạn nha. À, có bản đít coi. Hình như bản đít nó nhiều hơn một bật đạn đó mọi người. Bản đít là 6 cộng 1 nha. Rồi. Bản đít này là nó sẽ hơn một bật đạn nè mọi người. Là 6 cộng 1 nha. Còn bản bản battle kia nó chỉ 5 cộng 1 thôi. Rồi. Con này nó sẽ hơn một bật đạn nữa. Nên thấy hơi lạ lạ một xíu. Đấy. Anh em nào muốn nhiều hơn bật đạn thì lấy con đít nha. Còn anh em nào muốn full box thì lấy con này. Đồng giá nha, 1,8 triệu. Và bây giờ tôi sẽ quay cho mọi người nha. Con máy này nó cũng là full box này mà, đầy đủ hộp sách. Tôi quay lồng đèn. Còn con máy kia thì nó chỉ có cái máy thôi và cái bao thôi mọi người nha. Siết và siết thôi mọi người. Trong tầm giá thì không có con nào qua được con bay đâu mọi người. Bạo lực nè. Kéo cá nè. Đó, anh em nào mà vừa kéo cá lên là vừa niệm luôn. Đó, cá lớn nè. Kéo lên thôi. Đấy. Hai con máy. Một con 98, một con 96. Đồng giá nhau. Một con hơn mặt đạn. Một con full book hợp bù quá sớt lại mọi người ơi. Nha. Đấy. Là bản Bang Battle 3 nha mọi người nha. Chứ không phải Tùng lấy cái máy này đổ qua cái máy này đâu mọi người nha.
Battle 3 DX thì nó sẽ có cái chữ DX nha. Còn đây bên Battle có nhiều anh em không hiểu, anh em nói Tùng cái máy này đẹp quá, lấy bỏ cái này bên kia, không có đâu mọi người. Hộp của nó là phải đi đôi với con máy đó của nó nha mọi người nha. Rồi ok, nếu người thấy hay thì đỡ lòng like, một đăng ký giúp Tùng nha mọi người. Rồi anh em nào mua thì Tùng sẽ nhận cọc và Tùng sẽ ship máy cho mọi người. Và trong phân khúc thì Tùng nói khuyên mọi người, anh em chơi 3m 3m 15 thì cứ dùng ben đi, câu bạo lực, câu sông, câu hồi đều được luôn đó. Rồi ok, rồi cảm ơn người nha, bye bye.